mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Công bố top 5 người đẹp du lịch tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Vào tối ngày 12 tháng 11, đêm thi Người đẹp du lịch, Người đẹp biển nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam đã được diễn ra tại Vũng Tàu. Trong đêm thi, top 35 đã lần lượt trình diễn những bộ áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Được biết, tất cả các thí sinh đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để có thể xuất hiện một cách chuyên nghiệp và xinh đẹp nhất cho đêm thi. Người đẹp du lịch là phần thi tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp tài năng của các thí sinh vòng chung kết toàn quốc. Ở phần dự thi này, các thí sinh của chúng ta sẽ chia nhóm và thực hiện các vlog quảng bá về danh lam thắng cảnh cũng như những món ăn đặc sản của thành phố biển này. Sau khi thí sinh hoàn thành các phần trình diễn, bộ phận ban giám khảo gồm có nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, giáo sư tiến sĩ Hoàng Tử Hùng đã chính thức công bố những ứng cử viên sáng giá cho loạt giải phụ. Trong đó, một số cái tên vừa lạ vừa quen đã bất ngờ lọt top. Thách thức loạt thí sinh tiềm năng có thể kể đến như Hoàng Bảo Trâm, Lê Trúc Linh, Phạm Thị Ngọc Ánh. Dù vậy, khán giả không khỏi hụt hẫng khi loạt gương mặt nổi bật như Nguyễn Hà My, Diệu Linh lại không có mặt trong danh sách. Theo đó, kết quả của người chiến thắng chung cuộc sẽ được công bố trong đêm chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên sân khấu, giữa ánh đèn lung linh và âm nhạc du dương, 35 cô gái tự tin sải bước trong tà áo dài duyên dáng được lấy cảm hứng từ màu xanh của biển. Cách điệu bằng những mảng khối 3D hiện đại gợi cho chúng ta về một đại dương đầy huyền bí kỳ diệu, mang màu sắc thần tiên. Sau màn trình diễn áo dài của top 35 thí sinh lọt vào chung kết, ban tổ chức cuộc thi đã công bố 5 cô gái xuất sắc nhất. Theo danh sách được ban tổ chức công bố, 5 thí sinh được xướng vào top 5 người đẹp du lịch. Bao gồm thí sinh Nguyễn Khánh Ly, số báo danh 237, Nguyễn Huỳnh Mai Vương, số báo danh 093, Đặng Vân Ly, số báo danh 228, Lê Trúc Linh, số báo danh 077, Vũ Quỳnh Trang, số báo danh 278. Với sự tập luyện nghiêm túc và hết mình cho cuộc thi năm nay, 35 bông hoa đẹp nhất đã khiến khán giả phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ không còn là những thí sinh với những bước đi loạn choạng như ngày nào. Điều mà khán giả nhận thấy rõ rệt nhất của các thí sinh lọt vào chung kết chính là sự tự tin, làm chủ sân khấu tốt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.